Ô tô Bùi Hiếu kính chào quý bà con nè. Giới thiệu cho quý bà con thêm một siêu phẩm nữa nè. Mitsubishi Benz 3,5 tấn. Đúng xe này là một siêu phẩm quý anh chị. Mitsubishi Benz 3,5 tấn đời 2006 thôi. Nhưng mà cực kỳ. Rồi tí xíu em sẽ quay chi tiết nè, thứ em không hề nói điêu đâu. Chiếc xe cực kỳ chất lượng luôn á. Siêu cọp. Xe đẹp, đúng là còn gọi là siêu phẩm à. Xe ben nhưng mà người ta chạy rất kỹ. Đây. Rồi bây giờ em vô chi tiết luôn ha. Rồi em giới thiệu cho quý bà con nè. Chiếc xe ben Mitsubishi 3,5 tấn đời 2006. Xe này thì mới xét đăng kiểm thôi. Xét đăng kiểm là tới tháng 4 năm 2023. Và còn đăng kiểm tới tháng 4 2023 nữa. Đây nè quý anh chị nhìn cái chát xe nè, rin ghê không? Nhìn rất đẹp nha. Nhìn cái chát xe rất đẹp ha. Đó. Rồi bây giờ em đi vô chi tiết ở bên tài cho quý anh chị xem cái chát xe nè. Keo chỉ vẫn còn nguyên rin. Đó, 2006 mà xe ben thì chắc chắn là người ta chạy va chạm rồi nhiều lắm, nhưng mà riêng xe này là cực kỳ rin luôn. Đó. Đây nè quý anh chị. Nhìn cái chất xe này quý anh chị. Đây. Nếu mà anh chị nào mà đi cái dòng Ben lỡ này thì trên cả tuyệt vời. Đó, nhìn cái chất rin của em nói nha. Đây. Quá rin. Quá chất lượng đúng không quý anh chị? Dàn nội thất là quá đẹp đúng không? Nội thất là rất đẹp luôn. Máy lạnh nó đầy đủ hết, không thiếu món gì. Đây, nội thất này quý anh chị. Xe là cực kỳ đẹp. Rồi em đi qua bên L nè. Tem mà, tem rin của hãng. Kỳ xưa vẫn còn nguyên mà. Đó. Tem rin của hãng của Nhật. Đây, đến nỗi nè. Đến nỗi những cái này vẫn còn này quý anh chị. Cái này là rin luôn á. Những cái nút này nè. Đây nè. Cái nút này là giữ cái cửa cho nó êm á. Vẫn còn nguyên si. Đó. Đóng cửa vô là rất khít. Nghe cái tiếng phục 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 giống như là của xe du lịch vậy ha. Rồi em qua ở bên lơ cho quý anh chị xem ha. Đây. Keo chỉ vẫn còn nguyên rin, cả hai bên đều như nhau nha. Đều như nhau hết. Đây nè. Ở cạnh cửa dưới nè. Không có một tí xíu gọi là mục mọt gì hết trơn. Đây thì máy ảnh hơi xét xét một tí xíu, gọi là nổ sơn một tí xíu. Rồi máy ảnh lấy cái cọ là máy ảnh quẹt mà. Là chỉ có bên lơ một tí xíu này thôi nha. Chứ còn ngoài ra là không có chỗ nào hết nha. Này quý anh chị nhìn nè. Chiếc xe nhìn chất lượng không? Quá chất lượng đúng không? Xe rin hết toàn bộ. Và riêng xe này em cam kết là xe này xe rin nha. Nếu mà ai nói ai chỉ vào cái lỗi nào mà bị có va chạm, có tung đụng thì em tặng luôn xe cho quý anh chị. Mặc dù bây giờ đang nghèo, đang khó khăn. Nói như vậy là chủ yếu là em cam kết với quý anh chị thôi ha. Cam kết là em nói đúng. Đây là cái lưng cabin rất đẹp nha quý anh chị. Trên cái phần lưng cabin rất đẹp. Đây là mới cái phần cabin thôi ha. Bây giờ em sẽ giới thiệu tiếp nè, cho quý anh chị xem cái xe nó chất cỡ nào nè. Đây cái cục máy nè. Nhìn cái cục máy thôi. Nhìn cái cục máy thôi là không, là quý anh chị biết là chất lượng cái cục máy nó như thế nào. Đây. Nó chỉ ngã màu theo năm tháng nhưng mà cực kỳ khô. Máy khô ren. Rồi bây giờ đi tới taxi ha. Xe ben mà taxi cỡ này nè quý anh chị. Xe ben này chỉ có chạy phố thôi. Chứ không hề chạy công trình. Nhìn mình nhìn xe là biết. Các anh chạy ben là chắc có thể là cảm nhận chiếc xe này ngay. Nếu mà anh nào mà chạy xe ben lỡ thì nhìn chiếc xe này chắc chắn 100% là sẽ ghiền chiếc xe ngay. Đó. Đây nè. Taxi là cực kỳ đẹp mà. Này quý anh chị, đẹp lắm luôn đó chứ, đúng không? Đây, được cái ben thì nó ben lên cái là mình nhìn thấy hết nha. Còn đây, ở trên, ở dưới lòng thùng ben ha. Đây, còn đây là cái ti ben ha. Em soi kỹ, cận cảnh cái ti ben cho quý anh chị xem.
không có xì một tí xíu nào nhớ phốt hết nha. Bền cực kỳ mạnh luôn. Đã nói tới Mitsu thì bền cực kỳ mạnh rồi. Rồi, dàn lốp sau thì nó hơi, nói chung là mòn, này mòn đều á. Nói thẳng ra là xấu đó, nó mẻ hết trơn rồi. Nhưng mà bù lại cái chiếc xe là cực kỳ chất. Quý anh chị nào mua về là thêm một tí tiền bỏ thả vô cái dàn vỏ, bốn cái vỏ sau là trên cả tuyệt vời ha. Quý anh chị nhìn cái thùng nè, nhìn cái thùng rất đẹp nha, cái thùng rất chất lượng. Từ cái mỏ quạ cũng không có miếng trầy nữa nè, người ta đi rất kỹ nha. Đó. Xe người ta chạy rất kỹ. Rồi cái lòng thùng nè, cái lòng thùng nhìn rất đẹp nha quý anh chị, phẳng lì luôn ha. Đây nè, cái lòng thùng nè. Và cái này là bảo đảm là kích thước thùng là chuẩn luôn nha quý anh chị, không có hề cơi nới nè. Còn cái nào cái này là nếu mà quý anh chị nào mà về muốn cơi nới thêm thì đây, nó có sẵn một cái miếng vỉ đây rồi. Tức là cái miếng vỉ này là có sẵn rồi, ụp vô trong thì dỡ ra ngoài thôi, mình dỡ ra ngoài là cơi thêm. Nhưng mà cái này là cơi thêm nha, ngoài bản vẽ nha quý anh chị, cái nào thêm thôi. Đây, cái mặt ở bên tài nữa ha. Sexy nè quý anh chị, nhìn quá đẹp nè. Đà thùng nè, dàn gầm thùng nè, rất xuất sắc. Ở bên này cũng vậy nè, T-Ben nè, cực kỳ đẹp đúng không? Đó. Nhìn lòng trong nè. Nếu mà xe Ben quý anh chị coi như vậy là coi tổng thành xe luôn, không còn sót miếng nào ha. Rồi bây giờ em nổ máy cho quý anh chị xem cái chất máy như thế nào nha. Rồi nổ máy giùm anh em ơi. Đây nè, người ta rất kỹ nè, người ta đậy bình lại nè, không để cát bụi rớt vào nè. Tại vì xe Ben cái bản cái xe Ben mà. Đây, quý anh chị coi nè. Quá ư là chất lượng luôn. Cái máy nè, máy quá đẹp luôn. Phải nói là máy quá xuất sắc á. Đây nè quý anh chị, cái máy nè, quá đẹp, quá dữ luôn. Em ru luôn, không thể tưởng tượng được. Xe quá đẹp, chủ quá kỹ. Đây nè, máy không hề có hơi thừa nha quý anh chị, không hề có dấu hiệu hơi thừa nha. Rồi coi gầm nè, gầm cabin nè quý anh chị, tuyệt vời, trên cả tuyệt vời luôn. Gầm cabin nè, lưng cabin nè. Xe này xe nòi á, xe cọp luôn á. Nếu mà ai sử dụng cái dòng cabin lỡ này thì trên cả tuyệt, ai dòng Ben lỡ này trên cả tuyệt vời. Rồi kéo cái máy cho quý anh chị nghe nè. Nghe tiếng máy là biết chất lượng đúng không quý anh chị? Đó, dàn gầm cabin nè. Rồi em đã giới thiệu xong sơ bộ cái siêu phẩm Ben lỡ 3,5 tấn Mitsubishi 3,5 tấn đời 2006 nha quý anh chị, mới xét đăng kiểm xong. Quý anh chị nào mà có nhu cầu sở hữu chiếc xe này thì xin gọi cho em cái số hotline 0977 317 268 ha. Rồi, nên bê cái em siêu phẩm này về nhà kiếm cơm cực kỳ nhanh, lấy lại vốn. Em bán cho quý anh chị 220 triệu, 220 triệu sở hữu một chiếc xe Ben đời siêu cọp, đời 2006. Rồi em Bùi Hiếu xin chào.